kiêng không ăn quá ngọt thì cũng gọi là độ tự là thọ trai, trai là không ăn quá phải giờ. Mà tại sao chị em chiều mình được Đức Phật thầy khuyến cáo cũng nên, bởi vì có ba lý do. Thứ nhất, cái nhu cầu thực phẩm thực sự của mình á, trong một ngày nếu mà ăn bữa trưa đàng hoàng ấy, thì cái buổi một bữa ăn chính là đàng hoàng, không cần phải ngon làm đắt tiền, chỉ cần đàng hoàng là đủ chất ấy, thì đủ để nuôi mình trong 24 giờ. Cái nhu cầu đó một bữa là đủ rồi. Thứ hai, thêm một bữa ăn là thêm một núi vấn đề kiếm tiền, rồi nấu nướng, rồi lặt rau, rửa, rồi chả chiên khô, rồi mà lắm. Cho nên chỉ thứ nhất à, là cái nhu cầu thật sự của mình chỉ có một buổi. Và cái người nào mà không bắt bao tử làm việc nhiều, không tiêu thụ quá nhiều cái quá quá chất cả, thì cái tuổi thọ người đó tăng được mấy chục phần trăm. Chứ mình có thể không tin, như đi hỏi bác sĩ có đúng không? Ăn ít mà đủ chất nha, ăn ít mà đủ chất thì tuổi thọ tốt vô cùng. Thứ hai là giảm được cái thời gian mà hoang phí cái gì tào lao. Cái thứ ba là cái gọi là không có tiếp tục củng cố nuôi lớn cái chủng tử tập khí sinh tử, tức là mình chiều theo cái thị dục, cái thị dục không? Có nghĩa là thích thì ăn, nghe thơm thì ăn, thấy ngon thì ăn, có điều kiện thì ăn. Còn đằng này mình vô lượng kiếp mình đã chiều cái miệng của mình, thành ra nói chiều miệng là nó hơi sang, cái thật ra mình chỉ chiều có một đoạn lưỡi thôi, cái phần mình ngon nó có khúc của biết tại sao cái khúc đó là coi như là vô công. Thì bây giờ mình phải ăn cái gì thì nó cũng đến quá rồi, dầu tàu hũ hay là thịt cá thì mình qua khỏi cái này đây, còn khúc ngắn mà cái lưỡi mình nó có phần thì nó biết được vị mặn, nó còn biết vị ngọt hay ăn đó. Cho nên nếu mình chia ra nó mắc cười lắm, mà chỉ vì có khúc này thôi, mình vì có một khúc này mình làm đủ cái chuyện hết rồi, ăn rất nó quen. Cho nên ăn chiều nó có hai trường hợp: một là do đòi hỏi sinh học, cái cơ thể nó đói; cái thứ hai là do tâm lý. Thì hiểu như vậy đó thì bỏ bữa ăn chiều thì không được gọi là trai. Còn cái chữ trai kia đó là không ăn cái gì mà hại chúng sinh, như không ăn mặn, hoặc là một là không ăn mặn, hai là ăn nhưng mà không có phải giết chóc ai hết, không làm cho ai khổ, không làm cho ai đau đớn, không có lời chỉ là trai. Và từ đó nó ra tiếng Việt là chữ trai, thì chữ trai cũng hay nghĩa như vậy đó. Nên nghĩa là một là không ăn đồ ăn mà có nhiều động vật, mà trong thứ hai nữa là không ăn cái gì mà khổ người khác và không có làm mất thời gian vui vẻ của mình, đây là gọi là trai nha. Nhưng mà đó là chỉ mới nói mà trên mặt nổi của đề tài tôi đang nói thôi, cái mặt gì mà nó là cái gì. Chữ trai trong đạo Phật nó có hai là miệng trai và lòng trai, vậy hiểu chưa? Mà cứ ăn đó là tu là phải ăn rau trái củ quả, tu là không được ăn thịt cả, cái đó mới trai miệng thôi, còn trai lòng là sao? Vậy vì đó là đúng không? Lẽ ra tôi giận nhưng tôi không giận đó là trai lòng, lẽ ra tôi thích nhưng tôi không thích đó là trai lòng, lẽ ra là tôi toan tính tỉ hiềm so đo nhỏ mọn nhưng mà tôi không như vậy, tôi hào sảng hào hứng bao dung độ lượng, thì đó được gọi là trai lòng. Chữ lòng cho nó sạch, cái đó khó. Thì có người hỏi tôi: sư ơi, pháp môn tu hành nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, sư ơi giúp con được hay không? Thì tôi xin nghĩ cái này, nghe cho kỹ cái này để phải xong rồi. Không học giáo lý, giáo lý dốt không giáo lý, và không giáo lý thì lấy cái gì tu đây? Chứ nếu mà có học giáo lý và thực tập chánh niệm thì các vị sẽ thấy là chuyện này, sẽ thấy ra cái chuyện khó tin khó hiểu này, mà với điều kiện là phải có học giáo lý và phải có sống chánh niệm, phải có hai cái phải này, chỉ thiếu một cái phải không được, có học mà không chánh niệm không được, mà có chánh niệm mà thiếu cái kiến thức giáo lý cũng không được, phải có cả hai, có kiến thức giáo lý căn bản và có thực tập chánh niệm thì sẽ thấy ra chuyện khó tin là các vị chỉ thật sự an lạc khi không có phiền não thôi. Thích cũng là phiền não, giận cũng là phiền não, ghét sợ cũng là con tính là phiền não, mà cái lần phiền não cũng là đau khổ. Mà khi mình không học giáo lý, không thực tập chánh niệm thì mình tự cho mình cái quyền phiền não, thấy không? Tôi tắm không có đóng, mà tại vì tắm những gì phải thôi, hiểu không? Thế là mình cho mình cái quyền giận đúng không? Hiểu không? Mình đi làm về thì mình có quyền mình
tự thưởng bánh chip, làm mình ghé vô cái quán đồ ngọt làm cái bánh xèo chứ, nhưng đó là hàng giả, hàng giả thứ thiệt ấy. Họ không có nói như vậy, họ không có vụ mà tự thưởng tự sướng cả. Hàng giả thứ thiệt đi làm về nó bụng, họ chỉ nghĩ chỉ nói vậy cho mình đang cần cái gì bỏ bụng, thì họ kiếm cái gì lạnh, hiểu chứ, lạnh không? Ví dụ như bụng trống thì đừng để đồ ngọt vô nó thành chua, bụng trống không nên để đồ cay, và đương nhiên thì gọi là đặc, đương nhiên đường nhiều tốt, muối nhiều tốt, đúng không? Thì đúng, hành giả khi nó bụng quá thì hành giả tìm cái gì mà tự mình hiểu á, là nó lành và nó xoa dịu được cơn rối này, hành giả bèn đưa nó vào, hiểu. Còn mà thắc mắc con không biết cái gì đó là cái gì thì tôi xin lỗi, giữ giữ luôn vì cái gì đơn giản vậy mà tôi hỏi nguyên đáp thì có ai biết trong tình huống mình bỏ gì vô bụng mà nó lành, có biết không? Tự biết chứ nãy giờ bắt thầy vô dạy em có thấy bụng đậu ra có nghĩa là lúc đó hành giả, lúc khi đó hành giả chỉ nghĩ cái gì nhớ bằng bằng cái lời của sư hoặc lời bác sĩ, trong tình huống đó thay vì phải kiếm cái món mình thích thì mình chỉ cần kiếm cái món nó làm, ví dụ như kiếm có nhiều người họ có thể ăn một chút tinh bột, ví dụ như vậy. Chẳng tôi nói luôn cho biết mình thị sĩ đó mà ăn đúng theo cái câu người ta nói mà người thị sĩ làm mới ghê, người ta họ nói là ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như tể tướng, chiều như ăn ngày, nghĩa là buổi sáng trước 12 giờ là mình nên ăn thịt đồng, nhưng mà sau 12 giờ trưa đó là ăn tiết giảm càng càng tốt. Có nghĩa là anh muốn ăn ba cái dầu mỡ, thịt trâu, thịt bò thì là anh ăn buổi sáng, nhưng mà sau 12 giờ là anh giảm từ bữa chiều lại ăn như ngày, và người sĩ làm bữa rồi người sĩ là họ coi trọng cái buổi sáng, buổi sáng được tâm là phô mai sữa tươi bơ bla bla bla, nhưng buổi tối họ chỉ ăn sao đây là cái đó đa phần, chứ tôi không nói là cá biệt nha, chứ ở đây ai mà đi qua thì sĩ gặp là cá biệt mà tối cũng ăn cả ký thịt steak thì tôi không nói nha, nhưng mà phổ thông tôi biết người thì sĩ cái chỉ số mà đường ngọt nó rất cao, cao lắm, tại vì mà ăn uống rất là ok, ăn rất là lành, thì cái đó là do mình. Còn người tàu người việt mình hễ có tiền, nhất là ở phố có tiền mà lại ở phố là tối nào nó uống bụng rất là độc. Mà xin báo một chuyện là nó chỉ ngon có một quả này thôi rồi. Mà sao nó nguyên nhau chứ chịu cái chuyện đó mình thấy có tàn nhẫn rồi, còn bạc đại ngược đại cái bạo hành với bao tử cái cơ thể mình nó mình thương mình nhưng mà mình bạc đại, cho nên mà bạc đại đó nghĩa là mình bạc đại mình đấy. Cho nên hiểu được cái đó là mình thấy ngay trong cái chuyện chiều theo cái miệng của mình là mình đã làm hư một nửa chuyện trai trai miệng trai miệng. Còn khi mình chiều cái miệng não của mình là mình làm hư một nửa cái trai còn lại là trai lòng. Cái mỗi lần này sống để cái lòng mình mới lòng bị sống trong cái thất và trong cái ghét, trong bất mãn, trong sợ hãi, trong tị hiềm là một lần mình tự làm khổ mình. Mà để thấy được điều này chỉ có học vô lý và sống chánh niệm thì sẽ có một ngày mình thấy cái chuyện mà sống trong thiện tâm nó không phải là công phu mà nó là quyền lợi, là niềm hạnh phúc. Tôi biết tôi nói cái này rất là nhiều người trong đây chưa có quen được cái độ đó, hiểu hay khó, hay khó, hay khó tình đấy, hay khó tình. Mà coi có lúc từ nhà tôi có nhìn ra, lúc tôi thấy nhìn, lúc thấy họ buồn ngủ nhưng mà tôi thấy chuyện sao có tiếng này rất là buồn. Tại sao còn chưa có mặt em? Em lớn em dễ làm chuyện. Xưa giờ của mình chứ nó thật ra nó phải là khó, nó khó chỉ vì nó đi ngược lại con người xưa giờ của mình. Mà bây giờ mình phải biết mình thành con người khác, mà tại sao động cơ động lực nào mà mình phải biết mình thành con người khác thì phải quay lại với giáo lý căn bản. Anh ta thấy rằng kiểu sống của anh xưa giờ là khổ,
Khi anh thấy nó là khổ thì anh mới biết mình con đường nào. Có một anh ổng là đại gia, ổng giàu người lắm, mà bị vợ bé vợ mọn còn gì còn bố tùm lum la, rồi cái tuôn rồi cái công ty hãng xưởng có nhiêu chuyện tế có ai chiến đầu điểm vào. Ông nói với sư phụ thiền sư, ông nói con khổ quá, chỉ có sư phụ cứu được con thôi. Thì sư phụ nói uống trà đi rồi mình nói chuyện sau. Thì em có biết câu chuyện đó thì ông mới đi thiền sư mới đi đưa vào cái ly nước, thì ông để cái ly mình nước không phải cầm lên mới được. Sư phụ đó không có chuyện để vô hết, phải cầm lên. Sư phụ cái đó chẳng nghe chẳng biết không biết tay cái lệnh cũng cho sư phụ rót trà. Sư phụ rót, sư phụ cố ý nó rót rót cho nó tràn ra ngoài nó mất. Sư phụ không có chịu nổi nó buông. Sư phụ tự hỏi tại sao buông, nó giờ nó không bài. Thì sư phụ nói thấy nó là khổ thì buông được. Ở đây có ai hiểu? Khi mà mình lén lén mình nghĩ mình đẹp, mình lén lén mình nghĩ mình còn trẻ, mình lén lén mình nghĩ mình còn ngon lành, mình còn ok đó, thì chư Phật ba đời mười phương phút nổi. Con phải thấy con có vấn đề, con phải thấy là cái sự hiện hữu, sự có mặt của con nó là vô nghĩa, nó vô bổ. Tôi ai nói hoài con nói trong phim Twilight, cái con đó cũng một nhân vật chính trong đó. Ông nói với con người tình ấy, em à, giả định như tụi mình sống hoài không chết thì mình sẽ sống cho cái gì? What are you living for? Nếu mình sống mãi mãi không chết thì mình sẽ sống cho cái gì? Cái câu này rất là sâu, và tôi e rằng trong 100 pháp hội thì chỉ có 1% hiểu được thôi. Giả định như bây giờ chúng ta phải sống phạm giáo lý, phải bình tâm, mình hiểu hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, thì mình mới thấy đời sống mình nó là vô nghĩa. Nó xui nhất là mình không chịu hiểu vấn đề như nó là, mà mình chỉ hiểu vấn đề như mình muốn. Đa phần là như vậy, hiểu đó, mình không hiểu vấn đề như nó là, cái đó là cũng có hiểu đúng không? Mà toàn là sống như mình muốn thôi. Và từ đó mình không thấy được. Nếu mà mình hiểu được hạnh phúc là gì, đau khổ là gì đó, thì mình sẽ thấy rằng cái mình đang đi tìm ý, nó cực kỳ đầu lao. Đương nhiên tôi nói cái này các vị nghĩ rằng chắc là cái gì suy đa dạng, suy phải đạo mạo, hoặc là suy là thầy chùa sẽ phải nói vậy thôi. Chứ các vị đừng quên, tôi đâu có còn trẻ ở đây, tôi cũng hề tự mối rồi, tôi già rồi mà. Cũng già lắm. Cho nên tôi có thẩm quyền để tôi nói cái này. Tôi có thẩm quyền và có tư cách để nói cái này. Chúng ta yêu nhau vì chúng ta hiểu lầm, tôi biết. Nếu mà hiểu nhau sâu một chút thì không có thể nào yêu nhau, đừng nói là lấy nhau. Nhưng mà mình yêu nhau và lấy nhau toàn hiểu lầm không. Tôi biết nhiều người không hiểu cái này. Họ tức lắm, họ đi ra ngoài cô không đồng ý, cô không đồng ý, có nhiều buồn buồn nước giận chỉ tức chịu 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 nhưng mà hiểu lắm. Dạ, đấy, hiểu không? Dạ, hiểu. Chứ thử mà hiểu sâu một chút nữa không dám lấy. Ví dụ như mình chỉ đầu tiên mình thấy nó đẹp là mình khoái rồi, nhưng mà cái gu mỗi người mỗi khác, hiểu không? Tại sao con lan cúc đứa nào cũng quả hậu, tại sao mình lấy con lan mình lấy cúc? Cái gu một chuyện, chuyện thứ hai mình thấy nó nhìn mình nó cười mình tưởng nó thích mình, nó chưa chặt những khi bắt bồ câu con đậu con ba mình tưởng nó nhìn mình, thế là mình sáp vô, giờ sáp vô lâu ngày nó dính dính cự ly gì cường độ, ok mình sáp vô đấy nữa đẹp trai bằng mặt trai mà mặt trai bằng nói dai thì nó dính, mà đàn ông nó yêu bằng mắt còn đàn bà yêu bằng lỗ tai, cứ định nó biết nó nghe nó tin cứ là định nó suốt là nó tin cho nên cho hiểu lầm. Thử là mình hiểu nhau sâu một chút. Nếu mà cổ đến với mình bằng những gì cổ nghe thì mai này cũng sẽ bỏ mình bằng những gì cổ nghe hẳn khác. Có thể có. Nếu mình bằng lỗ tai thì sẽ bỏ mình bằng lỗ tai. Nó đến với mình bằng quà tặng thì mai này nó cũng sẽ bỏ mình vì quà tặng. Tin tôi chưa? Và chưa hết có cái này khó tin. Hôm nay nó đến với mình vì bằng tình yêu. Mình thấy cái này lý do này khó nè. Chưa. Mà mốt nó sẽ yêu mình khác. Nó đúng, nó không bị vàng bạc cắp dột, đúng, nó không bị đói nghèo thử thách, đúng, nhưng mà nó đã đến với mình bằng chân tình, đúng không, thì mai này sẽ có chân tình khác bự hơn. Với tôi nhớ có một quan nguyện sự án ở trong làng thì thằng Trương Cao Tiến Tứ ra nói kiện chủ đàn rạo, nó cũng gại quá vậy nè. Thì Trương Cao Tiến Tứ, thằng Trương Cao đưa hai ngón tay hai lượng lạng bạc là dấu thì ông là hắn. Cái vụ này Trương Tam đúng là cái chắc khỏi sự cái thằng đi đứa đưa bàn ngó
nói nhưng mà mình xét lại cái thằng Lý Đức nó đúng. Cái đáp như nó dạ đúng thì đúng một người thì sao đúng hai hai người được, nó không, nhưng mà thằng Lý Đức nó đúng, cái đúng nó nhiều hơn. Có những đúng mà đúng nhiều hơn nữa, hiểu không? Thằng kia nó có hai lại thôi, hai lưỡi bạc thôi thì nó đúng rồi đó, hai lưỡi là đúng rồi, nhưng mà thằng kia nó thấy nó liếc nó thấy nó làm vậy này, cảm thấy đúng, nó đúng rồi nhưng mà đúng con này cái đúng nó bự hơn đúng này để của thằng kia. Cái này cũng vậy, họ yêu mình vì tình yêu, nhưng bên này họ cũng sẽ vì yêu thằng khác nhiều hơn mình là mà họ mất mình liền. Và chúng ta biết đời là một dòng chảy, mỗi thứ nó không tương y. Cái gu của mình đó, nó có thể do tấm hình sinh học, có thể do khuynh hướng tâm lý, có thể do nền tảng văn hóa, có cả gia đình, có cả xã hội, có cả sinh trưởng, có cả đất nước, có cả kinh tế, bla 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 bla. Thì và ở vào thời điểm em một núi cái nền tảng nó cho mình một cái gu, một cái sở thích rất là lạ, tôi đặt tên là X1, nhưng mà ở một thời điểm khác nó là X2, hiểu được không? Cho nên nó có bền. Và có trường hợp chúng ta không bỏ nhau, nó có nhiều lý do lắm, vì họ tâm là họ vô tiền với thằng khác, hoặc là nó đang đợi thủ mình về tài chính, hoặc là nhiều khi sĩ diện, rồi nhiều khi lớn tuổi, rồi nhiều khi là nghĩ là không còn nhiều thời gian, rồi lâm hết, rồi cuối cùng ráng gồng ở với nhau. Nhưng mà trong những cặp mà còn trụ được với nhau đến chết thì nếu mà sẽ tan nát ra thì nó đủ thứ lý do chứ không phải là chỉ vì chung tình. Nhớ rồi đó, cẩn thận đừng có thấy mà ba cái mà ngân khánh với ngân khánh thì cái dịp mà biết lễ mừng mà 50 năm hôn nhân rồi đó, tôi thấy ở cái đó là 50 năm đỏ đầy nhiều hơn là lấy nhau vui 3 tháng buồn 3 năm khổ suốt đời mà do hiểu lầm nhau cho nên mình lấy nhau. Chứ tôi rất thích cái con chuyện anh chàng đó, anh bợm rượu ấy, nhớ gì đó, anh lấy vợ, anh tiếp tục uống say thì bà vợ và khóc, anh nói ngày xưa thương anh thì lấy, nhưng hy vọng lấy nhau rồi anh sửa, mà lấy nhau rồi anh vẫn uống say. Thì anh mới trả lời thế này, anh là con độc đinh, con một, và cuộc gia đình ép anh mới lấy vợ. Mà nói thiệt, lúc anh gật đầu vì lúc anh đang say, và hôm nay chỉ vì say anh mới không bỏ em. Tức là anh sẽ lấy em trong tình trạng nào thì mình tiếp tục giữ em trong tình trạng đó. Tức là lấy trong lúc say thì dùng cái tỉnh mà sống sống không nổi. Chúng tôi hay kể chuyện anh chàng mà anh trợ mà nhảy vào bụi tre gai, vì sợ mà nhảy vào bụi tre gai. Tới lúc mà muốn giúp anh ra khỏi bụi tre gai thì phải la làng lên để anh nhảy trở ra. Anh nhảy là anh nhảy vào vì sợ mà nhảy vào, thì bây giờ anh phải vì sợ mà anh nhảy ra. Nhớ cái đó. Cho nên có đôi lúc trong đời sống có những chuyện rất là nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng cần nó cũng nền tảng nhận thức, cũng nền tảng tâm lý nào đó để chúng ta thực hiện một cái chuyện gì đó. Cho nên đừng nói là tu Phật là khó, tự hỏi lòng mình đi, tại sao hiền thánh ngày xưa bỏ hết mọi thứ vào rừng sau núi thẳm họ tu được? Chỉ vì một lý rất là đơn giản, họ đã hiểu được tại sao họ đi vào rừng và họ chán sợ cái gì họ đi vào rừng. Với lý tưởng đó người ta làm những chuyện mình làm không được. Ở tại Mỹ tôi có biết một cái anh kể tôi nghe, anh có bậc cô đẹp nhất trong xóm lấy một người chồng ngôn đang ngộ đối, cưới nhau đúng 3 hôm anh đi vào quân kháng chiến, mà cũng đẹp cực kỳ, mà anh dạng đẹp cực kỳ, có bằng tú tài Tây và tú tài Pháp, gia đình sung sướng, mà chỉ vì cái lý tưởng chính trị anh đi cho đến bây giờ. Từ hồi đi là còn là thằng, sao có lên anh chú rồi tới giờ lên tới ông cũng không thấy về. Chị có những người vì một lý tưởng cách mạng, vì một lý tưởng, một cái hoài bão về xã hội lớn đến mức mà người ta có thể xem cái nghĩ nước ngoài ra là nhỏ. Ở đó thì cái kiểu mà ngôn ngữ tiếng nói ngôn tình ấy, thì khi tình yêu chưa đủ lớn thì chúng ta thấy cái gì cũng khó. Khi tình yêu đủ lớn rồi chỉ gì khó cũng cho thấy, cũng thấy nó là dễ, thì chỉ tu hành cứ đủ vậy thôi. Không thấy được cái sự có mặt của mình ấy, đó là không cần thiết. Không thấy sự có mặt của mình đó là cách nặng. Không chịu có một lúc ngồi lắng lòng để nghĩ, để hiểu một chuyện. Vì cái cục thịt này nè, mai này bao nhiêu thứ họa trên đời, nó họa đổ ập đến, chỉ nghĩ cái mi nó rụng mình. Mình cứ tin gì đó. Nếu bây giờ bấm nút một cái để có một cái thằng khác mới tin, mình có bấm không? Hiểu tôi nói gì không? Bấm nút để mà làm mới là đọc hết xây lại đó. Đằng này không. Chúng ta hiện nghịch như tôi đang sống với một cái thận là 54 tuổi, đã qua một lần lấy sạn,
tôi đang sống với một cái bộ não 54 tuổi, tôi đang sống với một bao tử 54 tuổi, tôi đang sống với cái lá gan 54 tuổi, tôi đang sống với nguyên một cái hệ thống tuần hoàn và hô hấp 54 tuổi. Tôi biết rồi đây tôi sẽ khổ vì nó, nhưng mà tôi phải bỏ được nó không? Không, tôi phải gánh nó mà đi như là một người tình sống đấy. Hiểu được như vậy, thường trực và liên tục, thì chúng ta sẽ bỏ được rất là nhiều thứ hệ lụy mà xưa giờ mình bỏ được. Hiểu không? Hiểu cái đó gì? Chả như không có thấy được cái đó đó là còn thấy mình quan trọng, mình chịu nổi thị phi. Nhưng chính mình thấy cái cục này là của nợ thì khả năng chịu đựng thị phi rất lớn, tin tôi đi. Và khả năng chịu đựng thị phi rất lớn và khả năng chịu khổ rất lớn, tin tôi đi. Hãy tin một tôi thử một lần đi. Khi mình thấy cái cục này không là gì đó, thấy nó là của nợ đấy, thì khả năng chịu đựng thị phi rất lớn, khả năng chịu khổ rất lớn và nhu cầu hưởng thụ sẽ rất ít. Bởi vì hưởng thụ là chịu dùng, chịu một đứa con hư, chịu một người vợ hư, chịu một thằng chồng hư. Hưởng thụ là gì? Là chịu một người hư. Và điều này chỉ có thể được thực hiện khi mà hành giả làm đúng lời Phật. Bởi ví dụ đề mục tu tập rất là kỳ, Phật tử Việt Nam rất là mê những đề mục sao vời như là niệm Phật, lục tự di đà, niệm Quán Âm, rồi niệm Hồng Danh. Chỉ như tôi một cái bài xích nha, tôi không làm gì nguy hiểm đó, nhưng tôi chỉ nhắc các vị một chuyện: pháp môn nào mà nó giúp cho khả năng buông bỏ tốt hơn, pháp môn nào mà nó giúp cho thực hiện được cái tinh thần là sông thủ hộ bát của tiểu long nữ và châu quả không? Cái sông thủ hộ bát không? Đại ngài biết cái pháp môn đó? Tiền chiêu đó là sao? Tại làm tròn như trên. Yes. Tức là hai cái đối lập. Ok, không cần hiểu. Hiểu gì bị sở gì chứ mà. Sông thủ hộ bát có nghĩa là cùng lúc làm hai việc đối lập nhau. Nghe cho kỹ nữa. Người tu đúng, tôi không kể pháp môn, tôi không kể hệ phái, tôi chỉ nói cái tinh thần. Người tu đúng là sao? Là có thể thực hiện được pháp môn sau đó bác là sao? Có khả năng buông bỏ mọi thứ nhưng mà luôn sống đầy trách nhiệm với người khác, coi mình là siêu khó nhưng luôn sống yêu thương người khác. Hiểu? Khi phải ghét, phải yêu một người nào đó thì thấy đó là siêu khó. Hiểu không? Nhưng khi cần yêu thương thì thấy họ là họ, họ là một người khổ cần được san sẻ. Hiểu được không? Cái này có khó, hơi khó. Có nghĩa là khi cần thấy mình là siêu khó, mọi người là siêu khó, núi còn là siêu khó, đại dương là siêu khó, các tinh tú nhật nguyện là siêu khó. Khi cần buông thì thấy là tất cả là siêu khó, nhưng khi cần sắp trách nhiệm thì thấy đó là người khổ, người cần được chia sẻ. Hiểu? Cái này là khó, rất là khó, đúng không? Đây, khi cần học giáo lý như là một đứa con nít, học đêm học ngày với tất cả đam mê. Khi cần thấy rằng giáo lý chỉ là con đò đưa qua sông, chiếc bè đưa qua sông, không thằng nào hùng đến mức mà giác chiếc bè lên bờ đi tiếp. Nhưng mà tối ngày cái bị áp ảnh giáo lý là chiếc bè, qua sông không bỏ lại. Tối ngày cái đọc câu đó là đừng thằng học giáo lý giỏi. Một đó là một người nguyên bác, phải có lúc thấy rằng giáo lý là ánh sáng soi đường, không có giáo lý mù. Hiểu? Nhưng khi cần thấy giáo lý chỉ là chiếc bè qua sông rồi, bè còn bỏ lại, bè phải bỏ lại. Thì để thực hiện được những cái nhận thức như thế này không phải dễ. Cái gì hả? Những nhận thức này nó chống trái mâu thuẫn lẫn nhau, đúng không? Rất là khó. Đồng tiền có thể coi đồng tiền là phù du, nhưng mà không phải có khả năng tiết kiệm. Hiểu tôi nói không? Cái bộ nói này dễ hiểu hơn. Phải có cũng tập tâm của tiền. Bây giờ hiểu được cái ví dụ này chưa? Khi cần xem tiền là phù du, khi cần một cách cũng có tất nhiên kiếm. Nghe kiểu không? Là mời khách đến nhà uống ba cái sữa hạt cắt đi rồi trát 10 ly cũng được, uống ly mới. Ở đây ai biết cà phê lậu không? Biết cà phê lậu không? Là một cách ấy. Nó pha cà phê cho khách uống xong nó lấy 10 cái viên nó chồng lên nó cháy nước sôi cho nên nó làm được một cái mới cà phê lậu. Nên khi cần rất rộng mà khi cần tiết kiệm là dắt chày ra nước. Hoang phí không phải là hào sản, nhưng mà hào sản không phải là hoang phí. Tiết kiệm không phải là vũ sự, vũ chính không phải là tiết kiệm. Phải có khả năng hào sản nhưng tiết kiệm, phải có khả năng hào sản nhưng tiết kiệm là vậy. Khả năng tiết kiệm nhưng hào sản. Còn nhiều người không có kiệm được cái đó, họ cứ đánh đồng cái tiết kiệm và vũ sự là một, hào sản và hoang phí là một, sai. Cái pháp tu người ta gọi là phải sai cái trí.
trường hợp nào cho cái nào, có chứ lúc mình cần phải làm mát quá, cái lúc cần phải làm cho nó nóng quá, đúng không? Có đôi lúc chúng ta cần cái đầu nóng, có lúc chúng ta cần cái đầu lạnh, có không? Dạ có. Hiểu cái đầu nóng đầu lạnh không? Dạ. Bởi vì đây có một ngày xưa cái khoảng hồng quan như vậy, người và thú sống chung nhân, ngày kia trời lạnh, con gấu thấy con người, hỏi hai, hỏi hơi vào hai bàn tay, nói để làm gì, con người đứng để ăn. Gấu nó ghi nhận nó là bài học. Bữa sau con người nướng khoai, lại hỏi, con gấu hỏi tại sao nước khoai nướng nó nóng, tại sao còn hỏi? Thì con người nó hỏi đi cho nó nguội. Con gấu nó rồi người gian chối, con khác người chết. Và người ta nói cái gì tối phải cần đèn, đúng không? Người ta cái gì tối phải cần đèn. Thế cái gì lúc khi là tối phải cần sáng. Ngày kia trên xe lộ 714 của California lúc 7 giờ tối, một anh thanh niên đang chạy xe thấy trục trặc, anh mở nắp xăng không thấy đường, bật đèn chậm sáng bốn tuổi. Có hiểu cái điểm bản thân không? Trên xe lộ trục trặc nghi hết xăng, mở nắp xăng không thấy đường, bật đèn chậm cũng như sáng bốn tuổi. Dạ, có chuyện cười. Tuy nhiên thì vậy thì cười luôn. Cái cần, tôi nói có nhận lắm rồi. Cái cần, nhưng mà có lúc nào cần, mà có lúc nào. Có những lúc mình cần một sự âu yếm, mình cần sự chăm sóc. Nhưng mà đi về làm mệt, mình muốn để nguyên đôi giày ngã lên nằm ngủ, đừng kêu. Và đang đợi tới giờ, có chuyện gì ở sở không anh? Hiểu không? Hiểu cảm giác đó không? Mình thèm ngủ mà nó lại nó cứ là giờ lắm rồi ngủ được. Hay là thì hiểu không? Giờ lắm rồi đi ghen. Yêu mà không ghen sai. Nó có cái ghen nhưng mà ghen như là gia vị thịnh lên. Nhưng mà ghen để mà tàn phá không được. Hãy ghen như vậy đúng lúc. Và mặt độ, cường độ, nồng độ chính xác đúng lúc. Chăm sóc cũng vậy, cũng phải đúng lúc. Cái gì mà nó muốn tu cũng vậy, có lúc mình lạnh nhắc nhưng có lúc mình cũng phải có một chút nồng nàn trong cái đạo tình để chăm sóc bạn đạo chứ. Chứ còn lạnh nhắc cảm giác không chào hơi khó tu. Cho nên thì tu là một nghệ thuật rất lớn, vì đạo Phật đó là một sự kết hợp giữa các thái cực. Mà tại sao tu được sự kết hợp của các thái cực? Bởi vì thế giới vốn dĩ nó được hình thành từ các cực. Anh sống được với nó là anh phải biết kết hợp, biết dung hòa các thông minh, các tình thì mới là sống được với nó. Qua đằng này mình bị lệch lạc là không là không chấp nhận dòng chảy lịch sử, mình sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát lại cho nó. Cái gì cũng có luật chơi, biết được luật chơi đó mình tồn tại lạc lạc. Thì như nãy giờ tôi nói, biết pha chế là một nghệ thuật lớn, mà biết trong các lĩnh vực của đời sống, biết pha chế là một cái kỹ thuật lớn, một kinh nghiệm lớn. Mà pha chế có thể rút gọn trong một từ là liều lượng và thời điểm đúng lúc. Các vị nấu ăn các vị biết món đó phải cần bỏ cái gì, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai lượng bao nhiêu, thứ ba bỏ lúc nào. Mình nấu là bên chua không phải tất cả bỏ vào cùng một lúc đúng không? Ví dụ như giá thì có nhiều người họ chỉ nhắc cái nồi xuống mới bỏ giá vào, cho nên ăn cà chua họ giá vẫn giòn. Có người bỏ giá sớm hơn một chút, tức là tắt lò rồi lúc sắp ăn bỏ giá để đóng lại một lát lên rạng. Có người cho giá vô ngay từ đầu vì thích. Có những thứ ngay cả trong những thức ăn uống cũng vậy, và trong đời sống thường nhân của mình từ những chuyện rất đơn giản chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng nhớ cái chữ quát quen hoài. Cái gì lúc nào ở đâu bao nhiêu tại sao nhớ đó. Mình mang dân không cảnh báo thì viết một cái bài báo lúc nào cũng nhớ bằng cái gì đó, không làm việc cái gì, ai ở đâu lúc nào tại sao. Đó là những cái nền, đó là những chi tiết căn bản, chứ không phải căn bản của một bài báo. Còn biết mình mong cả buổi mà nó biết cái chuyện nó xảy ra ở đâu và bao nhiêu năm luôn có cái chuyện đó, trong cái buổi tôi làm nữa là luôn có chuyện xảy ra ở đâu. Chỉ đầu tiên biết về cái tình cá chó chỉ quá họ đã sai rồi, biết phải biết cái gì. Mà có những họ biết một cái tích rất là quan trọng, nhưng mà dưới họ không nói được cái điểm quan trọng, họ không nói được tại sao cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Và nói cả buổi cái chuyện xảy ra ở đâu, lúc nào, với ai. Ở đây là không làm khó chúng ta, mà họ chỉ dạy cho mình nhớ rằng chúng ta trong một cách đó là đó, chúng ta đang có mặt trong một khu rừng đêm
chúng ta phải cần đến sáng và cần đến những bước chân rất cẩn trọng và một cái động thật là tỉnh táo. Vì sao? Vì mỗi người là một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai hết. Cho nên khi mà một đoàn thể là một sự hợp mặt của một đám đông ấy, thì sơ ý chúng ta sẽ dễ va chạm, rất là dễ va chạm. Cho nên là sống với nhau dù chỉ là hai người, mẹ con, vợ chồng, anh em, mẹ bạn, thì mình còn phải cẩn trọng nói gì là đối với đám đông. Và sau cùng, ngay bản thân mình nếu sống không khéo thì chính mình sẽ va chạm với chính mình. Cái ghét và cái thích của mình sẽ va chạm và chính mình sẽ mâu thuẫn với chính mình. Nhớ là rất là quan trọng. Cho nên tôi đang nói về chữ chay trong đạo Phật. Chay là gì? Chay nghĩa là sạch. Sạch ở đây là sao? Sạch tức nghĩa là dẹp hẳn những cái lấn cấn lợn cợn, gọi là sạch. Cho nên tôi muốn các vị hiểu chữ chay có nghĩa là dẹp hẳn những cái lấn cấn lợn cợn. Lấn cấn lợn cợn là sao? Ví dụ như hiểu từ nghĩa nghèo á, chay nghĩa là ăn ngọ, chay nghĩa là không ăn thịt chúng sinh. Nhưng còn sâu hơn nữa, chay nghĩa là dàn xếp càng nhiều càng tốt những cái tế toái rắc rối phức tạp nhiều kề của chính mình, để gọi là trai. Chứ còn trai mà hiểu theo nghĩa là ngày ăn mũi chưa đủ, thì sẵn đây tôi cũng nói luôn, coi chừng mình đang sống theo thói quen chứ không phải là mình đang nỗ lực tu hành. Câu này lẽ là phải dạch cáo được. Coi chừng mình đang sống theo thói quen chứ không phải là đang nỗ lực tu hành. Sống thói quen là sao? Ăn chay đến nó quen, thành bà bầu lúc nào cũng hay, lúc nào cũng tặng cơm thành cá, có không? Gọi là ăn ngọ đến nó quen, buổi chiều không có nhu cầu rồi tưởng mình là tu sang. Lúc đó mình đang sống theo thói quen. Và tôi đã nói rồi, giới là gì? Giới có nghĩa là ý thức kiềm tránh những tội lỗi vào những thời điểm lẽ ra mình đã không hành động như vậy. Đây là định nghĩa rõ nhất, sáng nhất và chính xác nhất về giới luật Phật giáo, là sự kiềm tránh một cách có ý thức, intentionally avoiding, sự kiềm tránh một cách có ý thức những cái tội lỗi vào những thời điểm mà lẽ ra mình không hành động như vậy. Hiểu không? Cái đằng này quen thì những chuyện mang đến nó quen, hiểu không? Hoặc là có những người họ không nghe nhạc, không phải là vì họ giữ giới mà vì từ bao giờ là họ không có biết nhạc là gì. Có không? Tôi có biết một cô tu nữ, cô Phật tử và đi Sri Ga rồi, cô nói với tôi một chuyện rất là khó tin. Con chưa bao giờ coi được phim bộ vì nhân vật nhiều quá. Có hiểu không? Nếu phim mà chừng dài chục nhân vật là bả bị khùng. Cái gì tự nhiên thấy bà mẹ tự nhiên hồi đầu có hai đứa ôm nhau ở ở bờ ao của chúa, lát cho lộ ra nào là má má thằng tèo, mỡ thằng tí, rồi không này được con nhỏ tuổi sủ lấy một tuổi dậu mà bị thằng tuổi hợi nó cản, rồi tuổi hợi nó bị tuổi thìn nó can thiệp, rồi tuổi thìn nó nhờ đó cái thằng tuổi tức. Là bà nghe không bị không. Thì cho nên bà nàng không có phim chỉ vì cái trí nhớ cái nàng nó yếu đến mức mà nàng không đủ nhớ hết cái mọi nhiều quá. Nhưng như này coi tỉ hử là như đứa trẻ khổ thôi. Cho nên có thể mình không làm với là vì mình giữ giới. Cho nên giới không có nghĩa là không vi phạm. Không vi phạm chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới là sự kiên tránh có ý thức. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Bốn lý là gì? Là sự chia sẻ có ý thức. Chứ không phải là đem luyện ngoài đống rác cái con ruột đi ngang, gọi là mình mới kể công là mình bố dây ruột là sai. Cái đó là mình xả rác nha, mình xả rác. Gọi là mình ăn tô mì mình không làm dẹp có lát nguyên bài giá nó buông, mình nói là mình bố thí sai. Hiểu không? Hoặc là mình ngồi với bà hỏi này mình ngái, mình nói là mình giữ im lặng để chúng lên trọng ngủ. Mình giữ người ngủ là không có tiếng động thôi, sai. Hiểu chưa? Cái đó gọi là trai, chữ trai có nghĩa là trai miệng và trai lòng. Ok, tôi nghĩ kết thúc luôn nha trời, kết thúc luôn ngoài vị trí.